Thưa quý vị, kỷ niệm 83 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, 6 tháng 6 1941, 6 tháng 6 2024, sáng nay Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp mặt chúc mừng đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu. Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng gửi tới các đại biểu tham dự buổi gặp mặt cũng như gần 17 triệu người cao tuổi trên khắp mọi miền Tổ quốc lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, sự tri ân sâu sắc nhất, mong muốn các cụ luôn sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch nước bày tỏ tự hào về những cống hiến vẻ vang của người cao tuổi nước nhà, nhấn mạnh người cao tuổi Việt Nam trong mọi thời đại lịch sử luôn xứng danh là rừng cột quốc gia, xã thân vì xã tắc, là ngọn đuốc bất diệt, thắp sáng tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, trường tồn dân tộc, Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đồng ý với các đề xuất của Hội người cao tuổi Việt Nam về việc sửa đổi Luật người cao tuổi và sớm ban hành chiến lược quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2030-2050. Dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tặng quà các đại biểu người cao tuổi tiêu biểu và cán bộ chủ chốt của các hội người cao tuổi cả nước.